mấy cái bè nhỏ nhỏ thôi. Đây là ngã ba sông ở Tăng Châu, bên kia là đi qua Campuchia, cái sông ở bên Campuchia tới, bên này là sông về Việt Nam, về Châu Đốc. Bên kia là qua Hồng Ngự, đó cái quả lớn lớn là phải là du lịch. Đi thẳng lên là ra Cần Thơ hoặc là ra biển về đến Tam Mỹ Cung, đến Tam Mỹ Cung. Đây là chỗ này là khu vực sập lở. Hồi xưa cái này là đường đi. Cái cây này là nơi nằm giữa đường. Giờ cây này nó nằm phía hè. Chim én. Chim én. Em lo em đi.
qua cái Lâm Lâm Thuận đó là em đi qua rồi. Qua mấy cái phà đó. Nó có phà số mấy là mình qua được đó. Cứ đi thì về. Không phải à? Không. Để làm cho em. Đó, chứ đó là bè cá, người ta nuôi cá ở đó đó, thằng Khuôn Khuôn. Đó, con cá đang lội đó. Cái này là bè nuôi cá, cá ở sông.